chào khán giả của Như Chị Hè của Cuộc Chia Ly. Thưa quý vị, mỗi một tháng thì chúng ta chỉ có đúng một lần và chỉ có đúng một tiếng để tổ chức các cuộc đoàn tụ người thân. Trong số 3 đến 4 cuộc đoàn tụ người thân, trong số 10 đến 12 cuộc tìm ra trong một tháng. Và đó là kết quả lao động không phải chỉ trong một tháng, mà đó là kết quả của những cái hành trình tìm kiếm có thể kéo dài từ 1 năm, vài năm đến 6 năm, 7 năm. Và bên cạnh đó thì cũng không phải chỉ riêng có đội tìm kiếm mới làm ra kết quả đó, các đối tác của chúng tôi. Và hơn nữa là nhiều khi là người thân đã tự tìm tới người thân. Thưa quý vị, và có những trường hợp là những người thân ly tán đã tự tìm ra nhau cho trang web của chương trình, đó là hãylêntiếng.vn, hay là trong mỗi thông báo phát sóng tìm kiếm giống như trực tiếp ngay như lúc này. Nhận được những cái cuộc gọi là hoặc là những cái email mà có viết rằng là có thể đây là người thân của tôi thì chúng tôi rất là mừng. Hôm nay thì trong số 3 câu chuyện chia ly đoàn tụ sẽ diễn ra ở đây thì chúng ta sẽ thấy hai cuộc là kết quả rất trọn vẹn của những cái tin phản hồi từ khán giả. Có thể đây là người thân của tôi. Thưa quý vị, bà Nguyễn Thị Lành đăng ký tìm mẹ ruột và gia đình. Bà hầu như là không có một chút ký ức gì về họ, không có, chỉ nghe được những cái thông tin mà người ta đã nói sau lưng bà, không muốn cho bà được biết rằng bà là con nuôi. Và ba nuôi của bà thì đã nhận nuôi bà từ lúc mà bà mới biết ngồi. Có phải là từ cái lúc mà còn bé hơn thế này hả? Đúng rồi. Đây là ảnh của cô lúc mấy tuổi? Không biết đâu. Không biết. Trong cái giấy khai sinh của cô ấy ạ, Thì được ghi như thế nào? Được ghi là cha là Nguyễn Xuân Thiều và mẹ nuôi là Vũ Thị Thục. Và liệu là tên của cô là Nguyễn Thị Lành thì đó có phải là tên từ hồi xưa trước khi được nhận nuôi không? Không, tên đó là cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi đặt. Đặt ra. Và khi mà nuôi thì ông bà nuôi cô thì đến lúc nào thì cô mới nghe thấy, cô mới biết được là mình không phải là con đẻ? Thì hồi đang cỡ 8-9 tuổi á, thì có được nghe ở trong gia đình có một ông trú, cũng là ông kể rồi cô nghe. Nghe rồi cũng để dấu trong lòng đó. Cô có nói rằng là khi mà đến năm 1957 thì cha nuôi là bị thiệt mạng. Đúng rồi. Dạ. Và cái đúng năm 57 đấy thì cũng là lần cuối cùng mà có lẽ là cô đã gặp mẹ cô đúng không? Không, không gặp, nhưng mà nghe ông trú á, ông kể là khi ông cha nuôi mất á, thì bà mẹ mang bầu. Nghe là theo là nghe nó là mang bầu rồi có về nhìn rồi lặng đi thôi chứ không quay lại nữa. Đó. Rồi là sau mẹ đẻ của cô đó. Đó, đó, đó là mẹ đẻ đó. Rồi sau khi đó là mẹ cha mất rồi là mẹ nuôi cũng như là nuôi được vài năm rồi mẹ nuôi có đi có chồng khác. Đó. Và cô sống với ông nội bà nội. Rồi khi năm 63 thì bà nội mất. Rồi năm 68 thì ông nội mất. Rồi từ đó là ở với cô chú. Dạ vâng. Cô Lành có viết cho Như Chia Hè của Cuộc Chia Ly hai lá thư. Và cô có viết về cái điều mà cô xót xa nhất. Cô viết là: mẹ ơi, nếu mẹ còn sống, mẹ đã tìm đứa con gái của mẹ suốt bao nhiêu năm xa cách. Con rất mong được gặp lại mẹ, dù hoàn cảnh thế nào, mẹ vẫn là mẹ của con. Con Nguyễn Thị Lành. Bà Nguyễn Thị Lành về sống ở quê chồng tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa từ năm 1975. Hiện 6 người con sống quây quần bên bà, tất cả đều trưởng thành, gia đình tạm coi là sung túc. Bà đi lấy chồng từ rất sớm, năm 16 tuổi. Trước đó, sau khi mẹ nuôi đi lập gia đình mới một năm sau ngày ba nuôi mất, bà sống với ông bà nội. Rồi ông bà mất, lại sống với chú thím và hai cô. Đó chẳng qua cái số phận của mình là nó đã mồ côi. Là mồ côi hai ba giai đoạn đó. Mồ côi là mẹ đưa cho người ta. Rồi mồ côi tới cha mẹ nuôi cũng không nuôi mình được, trọn vẹn. Rồi ông bà nội nuôi cũng nuôi không được. Từ khi mà cô 10 tuổi hoặc 11 tuổi là cô thấy người ta có cha có mẹ, đi học được cha mẹ thương,
Cô không cha không mẹ, mồ côi. Hồi đó cô có trí khôn rồi, cô biết rồi. Cô khóc thầm buồn ghê lắm. Nhiều lúc hồi đó, nhiều lúc cô muốn đi quan luôn. Nhưng mà đi rồi là cũng quay về nhà. Nhiều lúc người ta đối đãi với mình không tốt. Nhiều lúc cô lỡ như mà phạm phải sai lầm cái là cửa cái là đuổi cô đi này kia nọ. Nhưng mà cô không biết đi đâu hết á. Cứ cô đi đằng trước, cô đi vô ngõ sau rồi cô cũng vào nhà. Cô không biết đi đâu hết á. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ mẹ hết. Phải nói là luôn luôn không có bao giờ mà không nghĩ, chỉ cái lúc mà ngủ quên thôi. Chứ còn những lúc mà trời mưa này, hay những lúc buồn mà ngồi một mình này, hay những lúc mà gọi là mình gọi là ăn miếng ngon hoặc mình mặc được đẹp, mình cũng nhớ mẹ mình chứ. Phải rất là nhớ mẹ mình. Không có gì bằng mẹ mình hết đó. Nên là từ đó tôi rất là thương con. Thương con là tại do mình đã mồ côi rồi, mình mồ côi mồ cút mình này kia rồi. Bây giờ mình thấy con mình muốn bù đắp lại cái tình thương cho con mình. Đó là chỉ có tình mẹ. Thì bây giờ cô không bao giờ cô hy vọng mà người thân của tôi đi tìm tôi đó. Cô không bao giờ nghĩ tới. Là nghĩ nói bây giờ mẹ mình bà già rồi. Thí dụ như bây giờ nếu bà còn sống bà cũng phải 80 ngoài 80 rồi. Thí dụ vậy. Rồi giờ biết em mình nó có biết gốc gác mình hay không. Giờ vậy thì nếu mà giờ ai mà nãy giờ mà tôi nói mà nếu mà y hoàn cảnh như vậy á, thì người đó chính là mẹ của tôi nếu mẹ còn sống. Mà nếu em mà được mẹ kể lại, nếu mẹ mất rồi mà em mà đúng như vậy chính là em của mình đó. Thưa quý vị, tìm gia đình cho bà Lành thì chúng tôi chỉ có một cái địa danh duy nhất được thẩm định là đúng, đó là Quán Tre. Và đó lại chính là một căn cứ huấn luyện rất lớn hồi xưa. Trong khi mà đội tìm kiếm đi tìm ở thực địa thì không có kết quả gì hết, thì chúng tôi đưa thông báo tìm thân nhân của bà Lành lên trên website của chương trình Hãy Lên Tiếng.vn. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chung vui cùng với ông Phạm Duy Bình và ông Phạm Hùng Mạnh. Và ngày hôm nay thì xin mời chú Bình chia sẻ lại cho chú. Trước hết xin cảm ơn chương trình Như Chơi Hề Quốc Chí Đi đã giúp gia đình chúng tôi tìm được các em con thú ruột ở trong này. Chú tôi vào miền Nam từ năm 54 và trong này thì chú tôi mới lấy vợ và được 6 các em. Em Định, em Phạm Tấn Định và em Phạm Thị Hồng. Nhưng vì bà cả mất cho nên là em Định ở với bố, còn em Hồng thì về tỉnh Trà Vinh ở với ông bà ngoại. 7 năm sau thì chú tôi đi bước nữa và lấy bà Huyền Thị Quắm. Thì được 4 em là em Phạm Văn Đạt. Ảnh gửi ra năm 75 là em Đạt 11 tuổi, em Tài coi 7 tuổi, em Tài 9 tuổi và em có 7 tuổi và em Phạm Văn Sang là 5 tuổi. Thế thì năm 78 tôi về quê vì tôi công tác ở trên tỉnh Sơn La. Năm 78 tôi về quê thì bố tôi rất mừng, khoe tôi rằng là chú các con vẫn còn đang sống và rất mong muốn rằng là ông còn sống thì chúng tôi có điều kiện vào miền Nam tìm các em để đưa các em ra ngoài Bắc biết quê bố các em và biết bác ruột các em. Thế nhưng sau năm 75 thì chú tôi mất và năm 90 thì bố tôi cũng mất. Cho nên là tôi có liên lạc gửi lá thư về xã Đông Bình, huyện Thủ Đức, không thấy hồi âm. Lá thứ ba tôi được gửi tiếp về Ủy ban Nhân dân xã Đông Bình, huyện Thủ Đức cũng không thấy gì cả. Và cho đến ngày hôm nay, nhờ có chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ni, thì ngày 12 tháng 4 năm 2008 tôi có gửi hồ sơ và cách đây 3 năm cũng lại gửi trực tiếp với cái chương trình này. Và gần đây lại coi như bị gửi tiếp. Hôm nay chương trình báo đến trường quay để mà tìm kiếm các em. Tôi rất chân thành cảm ơn. Nếu như tìm được các em và thím tôi là Huyền Thị Quắm thì gia đình ngoài Bắc chúng tôi rất phấn khởi. Dạ, để các em tôi coi như nhận được họ hàng. Vâng. Thưa chú Bình, lá thư của ông Phạm Văn Tuân là chú của chú thì có gửi về quê hương sau 21 năm biệt tích. Vợ chồng em có mấy lời về hỏi thăm anh chị và cháu được mạnh khỏe. Và thưa chú, còn đây là ai chú sẽ chia sẻ? Dạ vâng. Dạ. Báo cáo với chương trình. Đây là em Phạm Văn Đạt, đây là em Phạm Văn Tài, đây là em Phạm Thị Có và đây là em Phạm Văn Sang. Em Đạt của năm 75 này mới 11 tuổi và em Đạt coi như vậy là 9 tuổi, em này 7 tuổi và em này 5 tuổi. Nếu tính 41 năm nay thì em Tài này coi như vậy là, em Đạt này coi như vậy là 52 và em Sang này coi như vậy năm nay là 46 ạ.
Dạ vâng. Như vậy là gia đình phải chờ chú Bình về thăm nhà rồi mới trả lời thư của ông Tuân. Thế nhưng chú Bình chưa kịp về thì gia đình chưa kịp biên thư phúc đáp thì đã nhận được thư là tin là ông Tuân đã mất. Dạ vâng. À, thưa hai chú, là sau 2 tháng tra cứu thì công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tìm được một cái manh mối duy nhất trong tàng thư căn cước công dân. Trong 4 tên của 4 người con ông Tuân mà chúng tôi nhờ tra cứu thì các anh đã tìm được một trường hợp có phần thông tin trùng khớp, đó là bà Phạm Thị Có, con ông Phạm Văn Tuân và bà Huỳnh Thị Quắm làm chứng minh nhân dân vào năm 1985 tại ấp Thái Bình, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Rất tiếc là bà Có cũng đã mất vào năm 1993. Dạ, vâng. Vâng, vâng. Tiếc quá. Vâng, bà Có là con gái duy nhất đây và người cao nhất lúc này là anh Phạm Văn Đạt. Dạ, vâng. Phạm Văn Đạt ạ. Dạ, vâng. Dạ. Đây là Đạt ạ. Dạ Đạt. Vâng, thế bây giờ chú có muốn biết anh Đạt bây giờ như thế nào dạ, không vâng. ạ? Vâng, có, bây giờ rất là muốn là tìm được gặp em ạ. Chú có nhận ra được không ấy chứ? Nhận thì thực ra chỉ có nhìn ảnh thôi chứ còn thực ra thì không thể nhận được ạ. Chào mừng hai chú ạ. Dạ vâng. Ôi giời. Em Thủ Thị nhá, từ nay em đã có quê hương gốc. Vâng. Là ba của em là ở Thê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Tây. Đây là Thím Quắm. Thím Quắm. Vâng, con chào Thím. Vâng. Vâng. Ôi dồi ôi, bao nhiêu năm nay. Vâng. Con cảm ơn Thím. Thím khỏe không? Khỏe. Vâng. Vâng. Anh em chúng con ngoài Bắc vào 7 giờ sáng hôm nay là vào đến Sài Gòn. Thế và được chương trình thông báo, chúng con phấn khởi quá. Hôm nay lại trực tiếp gặp được Thím, chúng con mừng. Còn cả em nữa. Thôi thế là từ nay trở đi, Thím cháu nhận nhau. Vâng. Có bố anh là thứ hai và bố em quay như vậy là út hai người bác cả bao nhiêu năm mặt người đâu nữa lối cũ không còn nhưng vẫn đi tìm tìm về nhà xưa cô ấy muốn từ đó người đi. Ông Phạm Văn Tuân đã sống ở Long Bình, huyện Thủ Đức, nay thuộc quận 9, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1963. Sau khi người vợ đầu mất, gửi hai con về Trà Vinh và lập gia đình lần nữa. Ông làm thư ký cho vợ cát của ông Cảnh, người họ hàng mà ông đã theo cùng vào Nam. Ngày thống nhất, ông mua cả két bia về mừng. Có lẽ ông đã vẽ kế hoạch trong đầu cho một chuyến trở lại quê nhà ở Thường Tín, Hà Tây. Mà không hề ngờ, trong cuộc đời của mình, ông không còn cơ hội nào để thực hiện. Hai lần ông viết thư và gửi ảnh về quê, nhưng không một lần nhận được hồi âm của những người anh. Ông làm sao có thể hình dung người anh cả đã nhận thư, nhưng vì chưa có ai biên thư trả lời giúp. Mà ông Tuân thì đã không chờ được, ông mất vì bệnh viêm phổi. Lúc ông chết thì ông giờ năm mấy tuổi rồi. Chắc tụi nó còn nhỏ xíu mà. Bốn đứa nhỏ đi học. Bốn đứa. Ông già mất rồi, còn cái giấy căn cước hồi đó là căn cước thế chứng minh bây giờ là còn đệ là ba là quê mà Bắc là không có đệ cái tỉnh nào, chỉ Hương Khê thôi. Chứ Hương Khê chứ mà không biết Hương Khê Nghệ An, Hương Khê Đà Nẵng mình chị gì. Trước đó nhớ có là chụp cái tấm hình gia đình, chụp đứng trước cửa là mấy anh em vậy, rồi gỡ về bắt cái thời đó là còn ba cũng có nói câu là liên chiến tranh liên lạc thư từ qua lại không có được, chỉ nói vậy thôi chứ không không biết là bắt là ở tỉnh nào mà không biết là ở quê nội ở đâu hay là còn mấy người vậy. Nhớ có cái tháng 9 là phải, mà cái ngày 20 âm lịch á, lúc ông già hay làm cái dĩa xào gà với dĩa xào giò với con gà luộc cúng, mà nó cúng nội cúng nội. Con mà nghĩ tìm nó cũng mừng lắm, mừng nhưng mà mừng cho biết là chú bác hay bà con gì đó. Sau này tôi chết á, thì nó cũng có bà con, chú bác nó cũng tìm tới. Cũng thấy đó là cũng mừng mà anh Diện, chứ là coi như mình từ đầu giờ mình không, ba chết là coi như không biết luôn được từ nó, không biết. Mà giờ nghe tìm được là biết bên nội tìm được là coi như là mình tìm được nguồn gốc cội nguồn mình cũng là mừng rồi.
chứ đó giờ là cứ nói là mất gốc mà không biết thì hết, ai cũng nói vậy thôi. Còn bây giờ thì Như Trẻ của Cuộc Chi Ly rất mong những thông tin mách bảo của quý vị. Nếu như quý vị nhận ra bất kỳ một trường hợp nào sau cái thông báo ảnh tìm kiếm ngay sau đây, tổng đài của chúng tôi là 0862647777. Xin được cảm ơn. Hơn 20 năm nay, bà Dư Thị Mùi vẫn mong gặp con trai Thừa Văn Long thất lạc lúc 5 tuổi tại ga Trần Quý Cáp, Hà Nội. Long sinh năm 1986 tại Thanh Hóa. Lúc nhỏ, Long và em gái tên Mai được mẹ đưa về sống với ông bà ngoại ở Quảng Xương. Bên ngoại có các cậu dì là Dục, Đình, Cẩn và Phượng. Tối ngày 16 tháng 2 năm 1991, bà Mùi dẫn hai con, Long 5 tuổi và Mai mới 1 tuổi, đi tàu từ Thanh Hóa đến ga Trần Quý Cáp, Hà Nội. Ba mẹ con ngủ đêm tại nhà chờ của ga. Sáng hôm sau, bà Mùi thức dậy thì không thấy Long đâu nữa. Khi thất lạc, Long mặc bộ đồ màu xanh. Năm nay, anh Long 30 tuổi. Mẹ Nguyễn Thị Xấu đang tìm con trai Nguyễn Thanh Hoàng, sinh năm 1972 tại Sài Gòn, bị bắt cóc tháng 12 năm 1975, lúc 3 tuổi. Lúc đó, Hoàng cùng ba mẹ và anh Sơn, chị Thủy, em Long mới chuyển về sống gần công Si Heo, quận 8. Gần nhà có bác Sang, là anh của ba. Vào lúc 7 giờ sáng một ngày trong tháng 12 năm 1975, anh Tùng là con của bác Sang tới dẫn Hoàng đi chơi. Hai anh em đi theo một bà cụ ra chợ Bến Thành mua kẹo. Sau đó, bà này bảo Tùng ngồi đợi ở một trạm xe buýt, rồi dẫn Hoàng đi đâu không rõ. Đợi hoài không thấy ai quay lại, Tùng đi lang thang và được một gia đình kêu mang. Hai tháng sau, gia đình này đăng tin tìm người thân cho Tùng, nên gia đình bác Sang đã đón được Tùng về. Còn Hoàng thì bặt tin từ đó. Khi thất lạc, Hoàng mới 3 tuổi, mặc bộ đồ thun sọc xanh lá chuối, trên mí mắt có vết sẹo nhỏ. Năm nay, anh Hoàng 43 tuổi. Người trong ảnh là anh Như, thất lạc gia đình vào khoảng năm 74-75, lúc anh 5 tuổi. Trong ký ức của mình, anh Như nhớ quê mình ở miền Bắc. Bố tên là Sinh, mẹ tên là Biền hay Nghiền. Cả hai đều là công nhân may. Như có hai anh trai tên là Sơn, Thu và một người em tên là Hải. Khi còn nhỏ, Như sống với một cụ bà không rõ là bà nội hay bà ngoại. Khoảng vào năm 74-75, Như được bố mẹ đón về nhà chuẩn bị cho đi học. Khi đó, nhà Như sống ở khu phố có đèn điện, gần chợ và gần trường bắn. Một hôm, bố mẹ đi làm, Như và anh Sơn rủ nhau ra chợ mua bi, nhưng không về nhà mà leo lên một chiếc xe khách. Đến đầu giờ chiều thì lên tàu hỏa về nhà người bác. Sau khi ăn cơm xong, hai anh em ra sân bay gần nhà bác chơi, rồi lại lên tàu hỏa đi tiếp. Khi tàu chạy đến gần một cây cầu, anh Sơn nhảy xuống, còn Như tiếp tục đi và thất lạc gia đình từ đó đến nay. Chúng tôi mong nhận được thông tin mách bảo về hai người con của cụ Trần Hữu Trung là Trần Hữu Chính và Trần Thị Lan, sinh khoảng năm 1954-1960. Cụ Trung quê ở Quảng Ngãi, tập kết ra Bắc và làm việc trong ngân hàng Quảng Yên. Cụ lập gia đình, sinh được hai người con đặt tên là Chính và Lan. Khoảng năm 1960, cụ nhập ngũ và vào chiến đấu tại Gia Định, Sài Gòn. Tại đây, cụ Trung nhận được tin vợ chết bom,
còn hai con Chính và Lan được gửi vào trường mồ côi ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Năm 1972, nghe tin trường mồ côi bị đánh bom. Khi cụ Trung ra Hải Phòng tìm hai con, chỉ gặp được người gác trường và được biết bom Mỹ thả xuống vào giữa đêm, không rõ học sinh ai còn ai mất, số còn lại được chuyển đi sơ tán. Từ đó đến nay, gia đình không biết ông Chính, bà Lan ở đâu. Năm nay, ông Chính, bà Lan khoảng 57-60 tuổi. Cha Triệu Duy Nhiễm tha thiết gặp lại con gái là Triệu Thị Ngát, sinh năm 1963 tại Hải Dương. Mẹ là bà Vũ Thị Giếng. Các anh chị em tên là Việt, Miên, Lào, Mai, Thảo, Thụ và Lụt. Năm 1978, chị Ngát kết hôn với anh Nhữ là người cùng quê. Không lâu sau, anh Nhữ đi bộ đội. Chị sống cùng gia đình nhà chồng được 2 năm thì lên Phú Thọ sống với chị gái. Một thời gian sau chị trở về quê, hàng ngày phụ mẹ gánh hàng đưa ra chợ bán. Năm 1990, chị Ngát gánh hàng ra chợ cho mẹ, rồi bỏ đi đâu không rõ. Chúng tôi rất mong chị Ngát nhận được thông tin này. Bố chị nhắn nhủ rằng, giờ bố sức khỏe kém trước rồi, nguyện ước cuối cùng của bố là được nhìn thấy con trở về bên cạnh bố. Bố nhớ con. Chúng tôi rất mong giúp được ông Trần Quốc Xuân Trường thực hiện được ước nguyện của ông là tìm họ hàng bên ngoại ở miền Bắc. Mẹ ông là cụ Nguyễn Thị Hoàng, sinh khoảng năm 1930. Cụ Hoàng quê ở miền Bắc, thoát ly gia đình từ năm 18 tuổi. Tới khoảng năm 1950-1953, cụ tham gia hoạt động cách mạng, làm giao liên tại Liên Khu Việt Bắc, Bắc Bó, lấy bí danh là Hòa. Cụ có tài cưỡi ngựa rất giỏi. Sau khi chuyển vào Nam, cụ Hoàng lập gia đình và sinh sống tại Đà Lạt, sinh 4 người con, trong đó có ông Trường. Năm 1961, cụ Nguyễn Thị Hoàng qua đời ở độ tuổi 31 mà không kịp để lại thông tin cụ thể về quê quán và người thân của mình cho con cháu đi tìm. Chỉ còn tấm ảnh của cụ Hoàng cùng một chút ít thông tin này, rất mong người thân của cụ Hoàng lên tiếng. Ông Nguyễn Tam Kỳ, sinh năm 1928, đăng ký tìm 4 người cháu, con của anh trai Nguyễn Tam Nguyên. Ông Nguyễn Tam Nguyên sinh khoảng năm 1913, quê quán Hà Tĩnh, từng bị bắt giam do tham gia hoạt động chống Pháp. Sau đó, ông cùng bố và em trai là ông Kỳ vào miền Nam hoạt động cách mạng bí mật. Một thời gian sau, ông Kỳ trở về quê và mất liên lạc với anh trai. Năm 1962, có một người tên là Nguyễn Xuân Bảy, nhận là em vợ của ông Nguyên, cho biết ông Nguyên đã hy sinh năm 1949. Trước đó, ông lấy bà Nguyễn Thị Sáu là chị gái của ông Bảy, sống tại Biên Hòa. Ông bà sinh được 4 người con không rõ tên. Ông Bảy hứa sau khi đất nước thống nhất sẽ đưa các cháu về thăm quê nội, nhưng từ đó đến nay đã bật tin. Vậy 4 người con của ông Nguyễn Tam Nguyên hiện nay đều trên dưới 70 tuổi. Các bác hiện đang ở đâu, xin hãy liên hệ với Như Chia Hề Có Cuộc Chia Ly để kết nối với cội nguồn bên nội. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lành. Bà muốn tìm mẹ, tìm em, tìm tất cả những người ruột thịt của bà, những người mà bà hầu như không có một chút thông tin gì và chẳng có một chút ký ức nào. Bà được một gia đình nhận nuôi từ quán tre và cũng không biết là ai cho trong hoàn cảnh nào. Và sau khi gửi thư đến chương trình thì cô vẫn tiếp tục tìm thông tin đúng không ạ? Đúng rồi.
Dạ, cô đi tìm như thế nào? Thì cô cũng cứ hỏi thăm vậy đó. Rồi thôi rồi cũng biết cô thấy cô coi chương trình, thấy cái chương trình nó hay quá. Ừ. Nên là cô cũng trong thời gian đó cho nên là cô chỉ cái ký ức của cô là cô ước mơ thôi, mong đợi thôi chứ cô không có nghĩ là cô tìm được mẹ cô. Dạ. Đó. Cô gửi thư 2 lần nhưng mà thông tin thì chỉ có vậy. Thông tin đó là cô nghe được từ người cô, người chú. Chú đúng rồi. Dạ. Và họ cũng không bao giờ trực tiếp nói với cô đúng không? Không, hiện tại là khi bây giờ là cô nói rồi họ mới nói ra thôi, nhưng mà nói trong có sự gọi là buồn lắm. Buồn, cũng tuổi ạ. Vâng. Người ta nuôi mà người ta cũng mến á. Dạ. Khi đó thì ba thì mất sớm. Lúc mà chắc là cô cũng không có nhớ mặt ba nuôi. Cũng không nhớ, không biết, hoàn toàn là không biết. Dạ. Rồi sau đó thì mẹ nuôi thì cũng bà cũng đi lập gia đình mới và đến nay thì bà cũng không còn. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy thì cô lấy thông tin từ ai là chủ yếu? Lấy thông tin từ ông chú. Ông chú. Đúng rồi. Dạ. Còn có một người cô mà hiện giờ thì đang ở Tân Bình và cô có một cái ảnh cô gửi cho chương trình thì đây là. Đây là mẹ nuôi. À, mẹ nuôi đây. Đấy, đấy. Bà Vũ Thị Thục. Đấy, đây là ông Nguyễn Xuân Thiều là cha nuôi. Vâng. Đây là bà nội. Dạ. Còn đây là ông chú Úc, đây là ông Dượng. Còn cô đây. Đây. Và cháu muốn hỏi là gia đình của ông Nguyễn Xuân Thiều thì quê gốc ở đâu? Quê gốc ở Nam Định. Nam Định. Đúng rồi. Dạ. Ở Nam Định. Bà Lành đã quyết định quay trở lại nhà người cô, người đã nuôi bà, cho đi học và đứng ra gả chồng cho bà. Bà đến để xin lỗi người cô vì quyết định đi tìm mẹ đẻ mà không cho cô biết. Sáu mươi năm cháu không biết một sự thật. Ngày hôm nay dù cháu biết đi chăng nữa, cháu đi tìm nguồn gốc, nguồn người sinh sinh thành ra cháu là mẹ của cháu, nhưng không bao giờ cháu quên công ơn của cô nuôi dưỡng cháu và ông bà và cậu của cháu nữa. Kể cô thông cảm và tha thứ cho cháu nhưng cô. Đồng thời, bà Lành hy vọng người cô sẽ nói cho bà biết thêm thông tin về cái thời bà mới biết ngồi, được ông Nguyễn Xuân Thiều đưa về làm con nuôi vào năm 1955. Gia đình mình là quê gốc ở đâu vậy bà? Quê gốc ở Nam Định, tỉnh Nam Định. Mà bắt đầu di cư vô năm 4 thì ở Quán Tre. Thế bà có biết thông tin gì về ba mẹ ruột của cô Lành không? Không. Không biết. Rất tiếc, người cô cũng không biết gì nhiều hơn. Không. Có cái năm mà Quán Tre tôi, hồi đó tôi 10 mấy tuổi, thì có cái bà đó về nói nhận là nói là mẹ nó để xin mang đi. Nhưng mà gia đình ông cụ, bà cụ thân sinh cho tôi không chịu. Nói là không biết có phải là mẹ không. Phải có mẹ nó không thì không có cho. Thưa quý vị, chúng tôi rất là biết ơn những người đăng ký đi tìm thân nhân thông qua chương trình, nhưng mà không bỏ mặc chúng tôi, không phó thác công việc đó cho chúng tôi, mà trong khi mà sau khi đã gửi thư rồi thì vẫn tiếp tục đi tìm và có được thêm một cái manh mối nào thì lại gửi cho chúng tôi. Như trường hợp cô Lành thì thông tin của cô vô cùng ít, các nguồn tin của cô thì ông bà cũng đã mất rồi, chỉ còn có người cô và người cô cũng chỉ biết như thế. Nhưng mà cô Lành đã không, cô cứ lặn lội cô đi tìm thôi. Cô đi tìm và có thêm được một chút gì, một cái hình hoặc là một cái tin gì đó là cô báo cho chúng tôi biết. Và cái cách của chúng tôi là chúng tôi đi tìm ở thực địa. Vì thông tin quá ít và cái địa điểm đó nó thay đổi quá nhiều, đấy lại không phải là một cái khu dân cư, cho nên là chúng tôi rất là khó khăn. Chúng tôi đưa thông tin lên trên website của chương trình và chúng tôi tin rằng là một người đang đi tìm thì ở đâu đó sẽ có những người mà cũng đang, ít nhất là cũng đang mong ngóng. Thưa quý vị, trên website của Nhà Chia Hè của Cuộc Chia Ly hiện nay có hơn 1.000 thông báo tìm người thân. Quý vị các bạn có thể thử tra tên mình xem có ai tìm kiếm quý vị hay không. Và quý vị có thể tra tên người thân thất lạc để xem là người thân có đăng ký đi tìm mình hay không. Và trên website hãylêntiếng.vn thì có một thông báo mang mã số là MS392, Dương Phú Dũng, tìm em là Dương Thị Thạch. Bà Dương Thị Thạch sinh năm 1958, cha mẹ là hai cụ Dương Ba và Thân Thị Sử.
bà Thạch sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em tại địa bàn Quảng Nam. Rồi gia đình chuyển về Hội An để sinh sống. Khoảng năm 1974, bà Thạch phải đi ở giúp việc cho gia đình ông Tôn Thất Khánh ở Đà Nẵng. Ông Khánh là người Huế, làm việc ở phi trường Đà Nẵng. Khi đó ông Khánh đã có 2 người con. Vào năm 1975, gia đình ông Khánh sang Mỹ định cư và đưa bà Thạch theo cùng. Sau đó bà Thạch gửi thư về Hội An cho gia đình. Tuy nhiên là do gia đình đã đi kinh tế mới nên không nhận được thư và bạc tin từ ngày đó đến nay. Những người đăng ký cho trường hợp tìm bà Dương Thị Thạch thì đang ngồi ở đây ạ. Có chú Dương Phú Sĩ, là chú là anh cả. Sau đó đến chú Dương Phú Dũng và chú là Dương Phú Phương. Dạ, chú là em. Và nhà gia đình mình thì có 8 người, một người thì không còn nữa. Và còn một người thì thất lạc, chính là cô Dương Thị Thạch đúng không ạ? Vâng. Chú kể qua xem gia đình mình là quê gốc ở đâu và hoàn cảnh như thế nào mà lại thất lạc ạ? Quê gốc là địa phương Điện Bàn Quảng Nam. Hồi trước là em á, nó đi giúp việc cho ông Tôn Thất Khánh. Sau đó là Tôn Thất Khánh đưa nó đi luôn rồi. Từ đó tới giờ thì gia đình chưa biết, không biết được cái tin tức. Gia đình cực khổ quá. Có đứa bạn đó là giới thiệu, là đứa bạn của ông Thạch đó là cũng ở Đà Nẵng đó, là giới thiệu đó. Mày, gia đình khó khăn quá, thôi ta giới thiệu cho mày là ông Tôn Thất Khánh nhận cần người giúp việc. Thì mày có đi được không? Thì về nó mối với mẹ, ông Thạch nó nói với mẹ rồi thôi để cho con đi giúp việc để kiếm thêm đồng tiền để về nuôi các em. Là hồi nãy Phương là còn nhỏ lắm, Lúc ấy là cô Thạch khoảng bao nhiêu tuổi? 15, 16 tuổi. 15, 16 tuổi là lên Đà Nẵng giúp việc cho nhà ông Tôn Thất Khánh. Lúc ấy thì hình như là chú Dũng và bà thì có lên để thăm cô Thạch vài lần. Có một lần cũng ra thăm, một lần có gặp em một lần ở Đà Nẵng. Dạ. Và chắc là gia đình ông Tôn Thất Khánh thì đối xử cũng tốt đúng, với cô Thạch. Tốt. Đối xử sẽ tốt với em. Khi mà gia đình ông đưa cô Thạch sang Mỹ cùng đó, chắc chắn là trước ngày 29 tháng 3 đúng không ạ? Đúng. Dạ. À, thì cái quãng thời gian đó thì có ai báo lại cho gia đình mình biết không rồi? Có ai báo cho gia đình biết hết. Vậy thì lúc nào gia đình mình biết rằng là cô Thạch đã đi rồi? Thì ra Đà Nẵng đó, là hỏi họ, hỏi chỗ quanh hàng xóm chỗ đó, nói là ông Khánh đi trước rồi. Và thế là không có tin tức gì nữa. Không biết tin tức gì hết. Mình cũng không tìm được tin tức về ông Tôn Thất Khánh bên kia. Ừ. Và nói chung là mình đoán là cô Thạch đang ở bên Mỹ thôi đúng không ạ? Chú có lúc ấy thì chú Sĩ thì cũng đã ngoài 20 rồi. Đi lính rồi. Đi lính rồi. Thế thì chú lúc ấy chú có kể một cái câu chuyện. Bây giờ chú kể lại cái kỷ niệm mà chú có với cô Thạch đi. Có thể là cô Thạch đang ngồi nghe đấy thì sao? Trong lúc cô Thạch á, em ruột á, là nó em năm nay là đúng tuổi làm căn cước rồi, thì anh có thể dẫn em về làm căn cước được không? Thì trong lúc ra xin ông Khánh thì dẫn nó về làm căn cước. Về làm căn cước thì trong lúc đi xa không đó, ở nhà thì cũng cực khổ không có xe, lên nhà vợ mượn xe để chở đi. Thì trong lúc chở đi thì cọ cái xe rách cái ống quần phía bên phải này. Nè, rồi chở ra ngoài Gò Quan á, là làm giấy căn cước rồi chở về nhà, cái là lấy nhà vợ để trả xe. Cái rồi có bà vợ hỏi rồi chứ chi mà em cứ bận miết cái ông quần đó, là nó có kể nó anh thầy chở em đi ra ngoài rách tội vì rách cái ông quần mất tịch, nó mất tịch quá rồi không nói gì cái đứng miết rồi đó. Và đấy cũng là lần mà chú đưa cô về Đà Nẵng, sau đó thì là hai anh em chia ly nhau luôn đấy. Chia ly luôn á. Liệu là các chú có nhận ra được cô Thạch không ạ? Nhận được. Nếu mà gặp thì nhận ra hả? Trông cô như thế nào? Nhận ra cái dáng là vẫn biết Phương là em. Trông cô như thế nào? Các chú thử kể xem trông cô như thế nào? Đẹp không? Cũng đẹp gái. Nhưng là đẹp cô đó là đẹp gái nhất nhà đó. Đẹp gái nhất nhà. Và cao. Cao đó. Hồi còn ở nhà là tóc dài. Tóc dài. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng như thế này. Đúng rồi. Vâng. Nghĩa là khi mà sang Mỹ thì cô Thạch lúc ấy cũng phải 18. 18, 19 tuổi. Vâng, 18, 19 tuổi rồi. Và đây là chồng của cô Thạch ạ. Dạ.
đây là cô Thạch và đứa con đầu tiên của cô. Cái thông tin về cô Thạch thì sau khi mà nhận từ gia đình thì bọn cháu có đưa lên trên website, trên trang web của chương trình, và đột nhiên thì chúng cháu có một cuộc điện thoại gọi đến, một cái thư điện tử nữa nói rằng là có thể đó là người thân của cái người viết thư. Có cơ hội đó thì mình cũng thăm, đi thăm mợ mình. Thật ra là trước giờ cũng không có cơ hội gặp mợ, chỉ có cậu thì có cơ hội về Việt Nam cháu 2 lần. Cháu của chồng cô Thạch thì cậu cũng nói là mợ thất lạc gia đình đã lâu muốn kiếm, nhưng mà thông tin cậu đưa ra thì cũng không có. Cậu mới nói mơ hồ là hồi xưa đi mợ đi giúp việc mà ở ngoài Trung, mà giờ nó mình cũng hỏi là cậu biết tên anh em mợ không thì mới đi kiếm được. Thì cậu cũng không có cho thông tin rõ ràng. Thì cái cơ hội mình đi qua Mỹ thì mình mới đi thăm mợ. Thì thăm mợ thì gặp mợ thì cũng hỏi là sao mà mợ kiếm gia đình thì thân nhân sao. Thì cái đợt trước thì cậu có về Việt Nam được 2 lần. Thì lần thứ 2 thì cậu tính với mợ về Việt Nam kiếm gia đình, nhưng mà đặt vé máy bay rồi thì sau đó thì mợ bị đau lưng. Mợ tại mợ cũng nhiều bệnh lắm, thành ra là phải hoãn, thì cậu về một mình với con thôi. À, thì mợ cũng sau đó thì mợ cũng nhiều bệnh lắm, thì mình sang trên đó thì hỏi thăm mợ thì mợ đưa rất là nhiều thông tin. Nói chung là mợ ghi đủ tên ba mẹ, anh chị em và năm sinh, từ anh Dương Phú Dũng, ông Dương Thị Lợi, Dương Phú Thịnh. Thì sau đó thì mình search được cái thông tin trên trang web. Trang web nó là liên hệ là khoảng 7-8 giờ gì đó. Thì bên này buổi chiều thì là lúc đó là sáng sớm, thành ra rất là nôn nóng cho mợ gặp. Thì tới đợi tới lúc 7, đúng 7:30-8 giờ là chương trình có, thì bắt đầu tổng đài nó liên lạc thì mình mới gọi lại. Lẽ ra là cô chú cùng về Việt Nam để tìm gia đình, nhưng mà cô đã gửi thư về trước, về Cẩm Hà, gửi đến mấy lần thư cơ, nhưng mà nhà mình không có ai nhận được cả. Vô trong này rồi. Vô trong kinh tế mới rồi. Dạ, từ năm bao nhiêu là mình vào kinh tế mới? Đi năm 76 ạ. Đi từ năm 76. Vâng, thế thì cô gửi về năm 90 và không có ai nhận cả. Nhưng mà có đáng tiếc là gần đây thì cô chú có một cái dự định là về Việt Nam cùng để mà tìm gia đình thì chú lại mất. Dạ. Ở đó chỉ đi một mình. Một người con. Rồi sau đó là đi làm ở trong siêu thị rồi gặp chồng rồi có con tới giờ này, nhưng mà lúc nào cũng nhớ gia đình. Lúc nào cô cũng đi tìm anh và em của cô đúng không ạ? Vâng, rất là tiếc là ngoài trường quay không có cô thì xúc động quá. Vâng, câu chuyện của cô thì là lúc đầu tiên là sang một cái vùng ở Los Angeles, sống ở đó là một cái vùng gần biển, và cô nói rằng là chính là bởi vì sống gần biển cho nên rất là buồn, bởi vì là nó sống giống như là sống khi mà còn sống với mẹ và các anh. Là bởi vì nó là gần biển cho nên là cứ buổi chiều nào thì cũng ngồi khóc cả. Suốt như thế trong vòng 1 năm thì bắt đầu mới đi làm. Đầu tiên là đi làm dọn nhà thờ. Đi dọn nhà thờ một thời gian thì bắt đầu quen với người chồng. Và cô cũng đi lấy chồng rất là sớm. Sau khi mà lấy chồng rồi thì chắc là phải là kỷ lục ở đấy là cô sinh 10 lần và 11 đứa con. Dạ, cho nên là cũng vất vả lắm, rất là vất vả. Cô phải làm rất là nhiều việc. Vâng, gia đình của cô đây là cô với cả các bạn làm cùng làm này. Vâng, đây là cô trong cái ngày cô và chú trong cái ngày mà con tốt nghiệp này. Đây là đám cưới của các con của cô. Gia đình rất lớn và hạnh phúc, cô và các cháu. Vâng, cái cơ bản là cô nói rằng là lúc nào cô cũng nhớ mẹ. Và vâng, bây giờ thì là đến giờ mà mình được gặp lại nhau sau 41 năm rồi ạ. Thank you.
người mà biết mình là con nuôi vào lúc 8-9 tuổi và chưa bao giờ được nói rõ cho biết rằng là mình đã được nhận nuôi trong hoàn cảnh nào, chứ chưa nói đến chuyện được là biết được là mẹ đẻ của mình là ai, cha đẻ của mình là ai và cái hoàn cảnh mà họ phải cho con đi. Chúng tôi đã gặp, đã nhận hồ sơ và đã tìm kiếm không ít những cái trường hợp mà con nuôi đi tìm cha mẹ đẻ. Và đây thường là những cái hồ sơ rất là ám ảnh chúng tôi, bởi vì là mỗi con người này thì được neo giữ với cuộc đời chắc là gần gũi nhất chính là những người mà cùng dòng máu với mình, là cha, là mẹ, là anh em. Thế nhưng mà với những người con nuôi khi mà được cho đi khi còn rất là nhỏ thì họ không hề biết gì cả. Họ chỉ biết rằng chắc chắn họ phải có mẹ đẻ, phải có anh em, phải có cha, nhưng mà họ không có một khái niệm gì về những người đó cả. Cho nên là cái nỗi mong chờ của họ thì lại càng khắc khoải hơn những cái trường hợp mà ly tán khác. Xin nói thêm rằng thì cái điều này thì nó hoàn toàn không phụ thuộc vào việc rằng là cái hoàn cảnh nuôi sau này là họ có được cha mẹ nuôi yêu thương hay không, cuộc đời có bù đắp cho họ nhiều không. Mà có lẽ là càng được yêu thương thì thế nào họ cũng như là một cái bản năng ấy, họ cũng tìm cái gốc rễ của mình. Vâng, xin trở lại với trường hợp của cô Lành thì tôi xin phép được đọc cái lá thư của cô gửi cho chương trình. Cha nuôi của tôi khi ấy là trung sĩ Nguyễn Xuân Thiều, đóng quân ở Quang Trung, Quán Tre, gần quận Hóc Môn, ở gần ngã tư Trung Chánh. Cha mẹ nuôi không có con nên nuôi tôi. Nghe nói là mẹ đẻ tôi đẹp lắm và được gọi là cô Bảy. Thời đó mẹ tôi đã biết tô móng chân móng tay. Đó là những thông tin mà sau này người nhà của ba tôi kể lại. Tôi còn nhớ là khi cha nuôi tôi chết trận ở Vĩnh Long vào năm 1957, tôi khoảng 3 tuổi thì mẹ đẻ tôi có tới thăm. Lúc đó thì bà mang bầu và có dẫn theo một đứa con nhỏ. Sau khi cha nuôi tôi đã chết thì bà có đến bắt tôi 2 lần, nhưng gia đình đem tôi đi giấu ở nơi khác. Từ đó đến giờ thì không ai nói sự thật cho tôi biết, nên tôi biết bao nhiêu thì tôi nói lại với chương trình bấy nhiêu. Hôm nay tôi viết lá thư này. Tôi viết lá thư này kính mong chương trình đem cho tôi một sự bất ngờ. Mẹ ơi, nếu mẹ còn sống, mẹ đã đi tìm đứa con gái của mẹ suốt bao nhiêu năm xa cách. Con rất mong được gặp lại mẹ, dù hoàn cảnh thế nào, mẹ cũng là mẹ của con. Nguyễn Thị Lành. Vâng, như vậy tức là vào cái lần gặp gỡ cuối cùng, mẹ cô có dẫn theo một người em. Và lúc đó thì bà đang mang bầu đúng không ạ? Đúng không, không đáng em mà nghe nó là đang mang bầu. Đang mang bầu. Đúng rồi. Vâng. À. Cô chỉ nghe thế thôi, nghe, chứ cô nghe không, ông, không, không được gặp. Không được gặp, không biết. Tại hồi đó còn bé quá mà nghe ông chú nói thôi. Dạ. Rồi cô nghe đó là bao nhiêu rồi cô gom góp, cô để trong đầu óc của thôi. Vì cũng không biết tâm sự với ai mà cũng không biết ai để mà nói. Vì trong gia đình là không có nói cô là con nuôi, mà nói cô là con của bố Thiều. Mà nói là bố Thiều cô là trai gái với mẹ cô, chứ không có nói cái gì nên cô không biết. Dạ. Từ năm 1957 đến nay thì đã là coi như thiếu có một năm nữa thôi là 60 năm rồi. Vâng. Do vậy mà có một thực tế là người mẹ của cô thì bà chắc là cũng cao tuổi lắm rồi và có thể bà không còn. Vâng. Cháu xin gửi cô xem, cho mình xem hình đi ạ. Có một bức hình. Cô có nhìn thấy một người mẹ rất là đẹp. Hình này là được chụp vào khoảng độ năm 1958 hoặc 59. Người cao nhất là người chị. Sau đó thì thiếu một người. Tiếp đó là 2 người em nữa. Thưa quý vị, vào một buổi sáng thì chúng tôi nhận được một phản hồi trên website của chương trình. Dưới cái thông báo 6742, cái hồ sơ 6742 là hồ sơ Nguyễn Thị Lành tìm người thân. Và chúng tôi nhận được cái phản hồi có viết như thế này: có thể đây là người thân của tôi. Vâng, có thể đây là người thân của tôi.
Hôm nay tôi đến chương trình để trình bày với chương trình là cháu tôi nó có lên mạng á, thì gia đình tôi đang tìm người thân. Thì đến lúc mà coi cái trang mà 6742 á, thì tên Nguyễn Thị Lành á, đúng y như cái người mà tôi đang đi tìm, mà sanh năm 1954 nữa. Có thể là người đó đúng là người thân của gia đình tôi. Mà cái kẹp tóc thì tôi nhận ra ngay là cái kẹp tóc là gia đình mình, là cái truyền thống nhà mình kẹp tóc là như thế này, cái kẹp ba lá. Giống y như chị An. Cái kiểu cột tóc, ý xe hồi xưa tôi cột cho mấy đứa em thôi. Cái hình á, ở trong cái kẹp ba lá đó, hồi xưa là nhà tôi chỉ nghèo quá mua kẹp ba lá xong quận lại, xong kẹp lại ở trên cái đầu này. Thì mấy đứa này là bị tôi làm lại hết. Cái chán này. Tôi nhận chính xác rồi tôi mới gọi chị, các chị tôi lại là, các chị đọc cái thông tin này, đúng là cái nơi nhà mình ở, cái địa danh nhà mình đang ở đây là chợ cầu đi băng qua bên kia là đi Trung Chánh Hóc Môn, mà là sinh năm 1954, mà cái người cha nuôi lại quê quán Nam Định, thì đúng là cha quê cha tôi ở Nam Định. Mà mẹ mình không đi gánh nước bán nữa. Thì tại vì em ở với mẹ nó là, chị biết là em ở mẹ thì mẹ kể nhiều lắm. Gì nó là út nhưng mà là với mẹ thì kể lại mình là đi lấy chồng mẹ kể ở bên nhà mình rồi. Thì ba mẹ tôi có một người bạn hồi xưa đi lính với nhau đó. Thì ông bà là lấy nhau mười mấy năm mà không có con. Chơi thì lúc đó ba mẹ tôi có đã được ba người con, tôi là lớn nhất. Xong tới người tên là Bình á, là rồi tới một cái đứa em nữa. Thì ông bà đến chơi thì hồi thấy mẹ tôi thì nghèo mà giờ nuôi ba đứa con như vậy thì ông bà lại không có con. Mới nói là chú thím cho anh chị nuôi dùm đỡ cho một đứa. Thì nhận nuôi đứa giữa chứ còn không dám nhận đứa lớn là vì tôi còn phải coi em. Còn nuôi đứa giữa thì hơn nữa con ấy nó lại xinh đẹp nhất trong nhà thì nhận nuôi cái đứa giữa đó. Mà ông bà thì rất là giàu, mà ba mẹ tôi thì nghèo lắm. Mà đến khi mà cái người mà Nguyễn Thị Lành này lại kể về cái lai lịch á, là bà mẹ nuôi á, thì bây giờ bà mẹ nuôi á, là chết rồi. Mà bây giờ á, là ngày xưa bà mẹ ruột á, thì lại cũng đi bán nước, mà lại ở ngay cái chỗ gốc kỳ. Thì chị em tôi tự nhiên nó nổi cái ốc hết trơn, là tôi nghĩ là có thể đây là em tôi là vì sinh 1954, mà có thể là ba mẹ nuôi á, lấy tên khác, chứ em tôi là Hoàng Thị Bình. Cái địa phương mà là chỉ tìm thì rất là đúng. Nhà ở chợ cầu đi khoảng chừng mấy trăm mét là lên tới Quán Tre. Quán Tre bây giờ gọi là đài phát tuyến Quán Tre đó. Thì biết là địa điểm là Quán Tre, là chỗ đó là Đông Hưng Thuận hay là cái gì đó, tại cái giấy khai tử của ông cha đó giờ tôi vẫn giữ. Phường Đông Hưng Thuận nay thuộc quận 12. Trước đây nó có tên là xã Đông Hưng Thuận. Ba chị em của chị Thái vẫn sống ở trong phường này. Đây là bây giờ là vẫn gọi là chợ cầu, nhưng mà ngày xưa á, thời xa xưa là nó cái đường nó nhỏ lắm, mà cái cầu nó cũng nhỏ luôn. À, ngày xưa là ba mẹ tôi ở đường Nguyễn Văn Quá này, nhưng mà hồi đó nó gọi là Am Lương cây sột. Rồi gia đình nhà tôi là người Nam Định mà người Bắc, nhưng mà ra ngoài đó người ta cho ở không có lấy tiền, làm cái nhà lá rồi ở đó. Rồi có khi là ba tôi đi kéo lưới đó thì về có cá, thì sáng là mẹ tôi bán cá ngoài chợ cầu này, rồi đến trưa buổi thì lại gánh nước lên đây trên này bán. Ở trên đây hồi đó là nó có những cái cây đa lớn lắm. Đây là quân trường của lính, bên đây là đài phát tuyến. Thì ở đây nó có rất là nhiều cây đa lớn lắm. Thì mẹ tôi thường là gánh nước từ ở dưới chợ cầu, chỗ ở, lên trên đây bán. Thì gánh đi bộ lên tới đây là ngồi ở bên này đường á. Thì cứ ngồi ở bên đây, có cây đa nữa, có mấy cây đa rất lớn. Ngày xưa là ba mẹ tôi ở đây nè. Rồi chị em tôi còn nhỏ lắm, ba mẹ tôi mới được có ba đứa con à. Còn thời gian đó là ba mẹ tôi ở đây thì lúc đó
tôi không nhỏ, tôi không có biết là tôi mất đi một đứa em. Cái tự nhiên hôm đó có một người ấm em tôi về để chơi, thì mẹ tôi nói là em con đó. Thì tôi mới sướng quá, tôi mừng quá, tôi mới cõng em tôi qua bên đây chơi, bên bà Tám Giả. Tự nhiên đó em tôi về thì mẹ tôi nói đây là em của con, tên là Hoàng Thị Bình. Tôi mới mừng quá, tôi cõng em tôi từ đi bộ từ đây này qua bên nhà bà Tám Giả chơi. Tôi giới thiệu đây là bác Tám ơi, em con nè, mới về chơi. Bà mới nói nhóc ơi nhóc, con không phải là con của cái bà nuôi này đâu, mà con là con của ông bà Tám Mạnh ở đây nè, là mới là ba mẹ mẹ ruột của con. Cụ Hoàng Văn Mạnh, tên thường gọi là Tám Mạnh, đi lính và thường say xỉn. Còn người mẹ, cụ tên là Trần Thị Hòa, rất vất vả để nuôi gia đình. Bốn cô con gái được đặt tên là Thái, Bình, An, Lành. Đây là ảnh cụ Hòa chụp với ba con gái, khuyết người thứ ba là Hoàng Thị Bình. Ảnh chụp khoảng năm 1958-59, tức là 3-4 năm sau khi các cụ gửi Bình cho một người bạn lính cùng quê Nam Định nuôi hộ. Có nhắc luôn, hay kể lắm. Kể là nó giống mẹ lắm, đẻ sinh gái nhất trong nhà. Cao, mắt sâu, mũi cao. Bà mẹ tôi đẹp lắm, tụi tôi là giống ba. Chứ mẹ tôi là hoa khôi đấy. Nhưng mà cái người em đó là tôi vẫn khen là đẹp nhất. Chị nói là mẹ mày là đẹp lắm, mẹ mày... thời đó là mẹ mày móng chân móng tay, mẹ mày đẹp gái lắm. Đó là chị nói với tôi như vậy. Thì cái khi mẹ tôi nói đi tìm mấy lần, thì có một lần là mẹ tôi lên thì hình như ông bố nuôi của cái người này là chết. Nghe đó, hồi đó nói là khi ông cha nuôi chết, bà mẹ ruột có về 2-3 lần, gọi là về là tính là bắt tôi là bắt lại á, nhưng mà đem đi giấu mất. Là cái bà cô ruột là bà em ruột của ông ba nuôi á, là ôm từ cái chỗ ở đó là ôm giấu. Cái thông tin là người mẹ có bầu là đến tìm là cái đám ma của cái người cha nuôi đấy. Thì chị tôi nói là 99% là lúc đó mẹ tôi đang có bầu tôi, đang mang bầu tôi. Tôi sinh năm 1988, chị sinh năm 1994, thì cách một người nữa tới tôi. Mẹ có hay nghe nói như thế nào ạ? Thì nói là ngày xưa thật thà đó, nghĩ là ông bà nói là nuôi giùm thì cho nuôi giùm, chứ đâu có ngờ là bắt luôn như vậy. Thì mẹ buồn, mà tôi là cái người hay nhắc nhiều nhất là mẹ ơi em con đâu rồi sao không thấy về. Thì những cái lời nhắc đó bây giờ tôi mới hiểu là từ cái ngây thơ của tôi đó, đã làm cho mẹ tôi buồn mà hay bệnh. Mà bệnh thì thường không biết bệnh gì, hay xỉu hay ngất hay là thường là hay đi, có khi một năm đi bệnh viện 10 lần nữa mà bác sĩ không tìm ra bệnh. Ba chết năm 72 rất lâu rồi. Mà năm nay tôi là sanh thì đúng là tôi sanh 1952. Cái người em Bình này là 1954. Cô biết không, năm nay 62 tuổi rồi. Nếu mà lấy chồng mà có gia đình đàng hoàng thì hạnh phúc à. Còn nếu mà neo đơn một mình á, thì tôi nghĩ là giờ tôi tìm được em tôi về, chị em là sống vui vẻ với nhau. Mà tôi nhớ suốt đời, tôi nhớ sao mà tôi tìm được em tôi về. Mà tôi là cái người là chứng kiến được có một ngày hôm đó, còn mấy đứa em này nó không biết, nhưng mà nó vẫn cứ ước ao là nó mong mà tìm được cái người em đó về, người chị đó về. Thì vì nó là chị của mấy đứa này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dòng vui là một hôm thì một đời ta như con xa còn như tôi nhắc tên em còn như em nhớ quê hương phút giây vui ngủ trong rất vui mừng vì ngày xưa mẹ tôi còn sống, mẹ tôi cứ nhắc nhở và đơn phương đi tìm em mà không có thấy, đến nơi thì người ta nói là đi rồi. Rồi bây giờ tới giờ này á, là mẹ tôi chết rồi mà chị em tôi thấy chương trình như vậy á, thì gì cái gì út này chị nói là chị ơi, chị lên chương trình chị hỏi thăm chị làm để nhờ chương trình kiếm em chị đi. Thì tôi có gọi lên đây này thì chị trả lời nói tôi không hiểu. Đến ngày hôm nay được cháu Nguyễn Hoàng Anh á, nó là cô giáo rồi nó về nó lên mạng á, nó mới tìm hiểu thì nó mới lên. Dạ vâng, xin chia vui cùng với gia đình ạ. Như vậy là bây giờ nếu mà chụp một bức hình chỉ tiếc là không còn bà. Vâng, nhưng mà lại có cô đã quay trở về. Vâng. Thưa quý vị, ba gia đình đã đoàn tụ trong buổi tối một tiếng đồng hồ, buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi thì có 9 phút thông báo ảnh. Rất là nhiều thông tin, rất là nhiều người con thất lạc gia đình và cũng rất nhiều người mẹ đã đang tìm con. Và tổng đài 8208626477 của chương trình thì đã làm việc trong một giờ qua và đã nhận được gần 200 cuộc gọi. Và đặc biệt là chúng tôi nhận được 3 cuộc gọi mà nó có tinh thần của cái câu rằng là có thể đây là người thân của chúng tôi. Vâng. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình của cuộc chia ly số 98 với chủ đề có thể đây là người thân của tôi xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể theo dõi chương trình này lại vào lúc 14:15 thứ bảy tuần tới trên VTV1 hay trên VTV4 vào lúc 14:15 vào thứ bảy tuần kế tiếp. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của cuộc chia ly số 99 được phát vào đầu tháng 7 tới đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.